chào mọi người, em giới thiệu cho mọi người cái kìm của hãng Elora mã hàng 492BE-145. Kìm này là kìm cắt cạnh ha. 145 có nghĩa là chiều dài của cái kìm này là 145mm. Đây. À, nó nhìn rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn ha. Hai cái này giống nhau luôn. Rồi. Ở trên cái chuôi của hãng, ở trên cái chuôi nè, cái kìm này hãng Elora khắc laser, tên của hãng là Elora nè. Và top brass có nghĩa là tên của cái chuôi này. Đó, chuôi này là chuôi làm bằng nhựa. Ở đây có cái ngán chống tụt tay về phía lưỡi ha. Kìm cắt cạnh hay là kìm cắt gì cũng được. Cái lưỡi này là lưỡi cắt một bên ha. Đấy. Lưỡi cắt lệch một bên nè. Và trừ ra một xíu, có nghĩa là khi mình cắt sát bề mặt thì nó sẽ không sát được luôn cái chân, mà nó sẽ thòi ra, nó sẽ còn trừ là một chút xíu. Made in Germany, ở trên cái kìm ghi luôn dòng Made in Germany này.